các đồng chí và các bạn. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi chuyên mục An ninh Lâm Đồng. Mở đầu chuyên mục hôm nay là những nội dung chính sau đây. Công an tỉnh và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động ký quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự. Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội. Ủy ban Nhân dân tỉnh thu hồi nhiều giấy phép khai thác cát trên sông Đồng Nai. Cuối chuyên mục là phóng sự, Công an thành phố Đà Lạt triệt phá băng nhóm cho vay nặng lãi theo kiểu tín dụng đen. Bây giờ, mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi nội dung chuyên mục. Ngày 30 tháng 11, Công an tỉnh và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã tổ chức ký kết quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự. Theo quy chế, thời gian tới, hai đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ trên các mặt công tác nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng cảnh sát cơ động trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Trong đó, trọng tâm là phối hợp nắm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, duy trì thường xuyên việc trao đổi thông tin, phối hợp giải quyết các tình huống phức tạp về an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm và bảo vệ hội nghị, sự kiện chính trị xã hội quan trọng diễn ra tại địa phương. Phối hợp trong công tác tuần tra kiểm soát, hành quân dã ngoại, huấn luyện, diễn tập phương án tác chiến. Cũng tại hội nghị, hai đơn vị đã thông qua biên bản ghi nhớ trong công tác nắm tình hình và đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian tiếp theo. Bộ Công an vừa tổ chức hội nghị trực tuyến đến 63 tỉnh thành trên cả nước, tổng kết sơ kết một số chuyên đề trọng tâm trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội. Hội nghị đã đi sâu đánh giá về tình hình, thực trạng kết quả thực hiện công tác quản lý giáo dục đối tượng ở cơ sở, công tác quản lý một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, công tác quản lý và sử dụng con dấu, hoạt động của lực lượng công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh trật tự. Hội nghị cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế mà công an các tỉnh cần khắc phục. Đồng thời thống nhất phương hướng trong thời gian tới là tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, tăng cường công tác quản lý nhà nước về con dấu, gắn với tuyên truyền phổ biến pháp luật về công tác quản lý hành chính đến nhân dân nhằm giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Vừa qua, tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng Nghiệp vụ, Công an tỉnh đã phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ tổ chức lớp huấn luyện chuyên sâu về kỹ chiến thuật cứu nạn cứu hộ và ứng phó với sự cố thiên tai, lục bão, tìm kiếm cứu nạn năm 2018. Tham gia lớp tập huấn có 110 cán bộ chiến sĩ trực tiếp làm công tác cứu nạn cứu hộ thuộc khu vực Tây Nguyên. Trong thời gian 15 ngày, các học viên đã được huấn luyện theo các nội dung về cứu hộ cứu nạn như những kiến thức chung công tác quản lý nhà nước, công tác kiểm tra các điều kiện an toàn, công tác tuyên truyền và xây dựng toàn dân tham gia cứu hộ cứu nạn, công tác thống kê, chỉ huy, phương án huấn luyện. Đặc biệt trong chương trình huấn luyện, các học viên được tham gia thực hành các tình huống giả định gắn với các mô hình xảy ra trên thực tế. Lớp tập huấn được tổ chức nhằm củng cố, nâng cao trình độ nghiệp vụ, tính chuyên nghiệp của cán bộ chiến sĩ làm công tác cứu nạn cứu hộ. Qua đó giúp cán bộ chiến sĩ nắm vững nghiệp vụ chuyên môn, vận dụng thành thạo, linh hoạt các kỹ năng chiến thuật và đội hình cơ bản để ứng phó với các sự cố, tai nạn, thiên tai, bão lũ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong công tác cứu nạn cứu hộ hiện nay. Công an tỉnh vừa tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cảnh sát giao thông cho gần 150 đồng chí là cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông công an tỉnh. Trong 3 ngày, lớp tập huấn được các lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông truyền đạt 4 chuyên đề về quy trình đăng ký, quản lý phương tiện cơ giới đường bộ, những nội dung cơ bản của luật xử lý vi phạm hành chính, luật giao thông đường bộ, nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, quy trình tiếp nhận, điều tra giải quyết tai nạn giao thông, quy định về phân công trách nhiệm phối hợp trong công tác điều tra, giải quyết tai nạn giao thông. Ngoài ra, các học viên còn được nghiên cứu một số quy định của Bộ Công an về thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, chỉ huy điều khiển giao thông và dẫn đoàn. Khóa tập huấn nhằm tăng cường kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nâng cao hiệu quả công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công an tỉnh vừa phối hợp với chính quyền và các ban ngành địa phương tại xã Đạ Cà Nàng, huyện Đam Rông tổ chức trao tiền hỗ trợ cho các đối tượng là nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc trở về. Cụ thể, số tiền ủng hộ nạn nhân Chiêu Ca Lương ở xã Đạ Cà Nàng, huyện Đam Rông được hỗ trợ là 7,5 triệu đồng.
Được biết Triệu Ca Lương là nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc năm 2012 và đã được giải cứu trở về địa phương. Hiện thuộc diện hộ nghèo, hiện phải nuôi mẹ già và hai con nhỏ. Trước đó, công an tỉnh cũng đã hỗ trợ cho gia đình nạn nhân Ca Viên, trú tại xã Đạ Cà Nàng, 5 triệu đồng. Ca Viên bị bán sang Trung Quốc 6 năm, vừa mới trở về địa phương. Đây cũng là trường hợp có cả bố và mẹ già yếu đang sinh sống tại xã Đạ Cà Nàng, huyện Đam Rông. Việc hỗ trợ các nạn nhân bị bán sang nước ngoài trở về nhằm động viên giúp đỡ họ vượt qua khó khăn trước mắt, sớm ổn định cuộc sống, đặc biệt là nạn nhân người đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Lâm Đồng. Nằm sát mặt đường liên xã, cách trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Tà Yên, huyện Đức Trọng, chỉ khoảng 1 km, nhưng tiểu khu 364 thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Ninh Gia lại liên tục bị các đối tượng cưa hạ, chặt trắng cây rừng, lấn chiếm đất để sản xuất nông nghiệp. Toàn bộ phần diện tích ước đến vài hecta, chủ yếu là thông và cây dầu bị phá hoại, cả mới và cũ, nằm dọc theo hai bên đường, dẫn từ xã Tà Yên vào các xã Đà Loan, Đà Quyên, huyện Đức Trọng. Tại những khu vực cây rừng bị chặt hạ đã xuất hiện những hố sâu khoảng 40 cm, vừa được đào chuẩn bị xuống giống cà phê. Hạt kiểm lâm huyện Đức Trọng cho biết, từ đầu năm 2018 đến nay, do giá đất và nhu cầu đất sản xuất nông nghiệp tăng cao, một số đối tượng đã thuê người phá rừng, lấn chiếm đất để canh tác hoặc sang nhượng để thu lợi bất chính. Liên quan đến các vụ phá rừng tại tiểu khu này, chính quyền huyện Đức Trọng và các cơ quan chức năng đã tới hiện trường kiểm tra, chỉ đạo giải tỏa những phần đất rừng đã bị lấn chiếm, đồng thời làm rõ hành vi phá rừng để xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm. Thực hiện đợt cao điểm tấn công tội phạm bảo vệ Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi, Công an thành phố Bảo Lộc vừa triệt phá một tụ điểm thanh niên sử dụng ma túy tại nhà 37/3, thôn 2, xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc. Tại đây, Công an thành phố Bảo Lộc đã bắt quả tang 6 thanh niên gồm Lê Thị Ngọc Vân, 21 tuổi, ngụ tại phường Lộc Sơn, Nguyễn Đức Phúc, 17 tuổi, ngụ tại phường 2, Nguyễn Ngọc Dũng, 20 tuổi, ngụ tại xã Đại Lào, Nguyễn Đức Lộc, 18 tuổi, Trần Thị Phương Hằng, 22 tuổi, cùng ngụ tại xã Lộc Châu và Hoàng Trọng Nghĩa, 21 tuổi, ngụ tại xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, đang có hành vi tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ một gói ma túy đá, 6 điện thoại di động và một bộ dụng cụ sử dụng chất ma túy. Hiện Công an thành phố Bảo Lộc đang gửi mẫu đi giám định và tạm giữ 6 đối tượng để điều tra làm rõ. Công an thành phố Đà Lạt cho biết đang tạm giữ hình sự và tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ trộm cắp tài sản, tàn trữ trái phép chất ma túy đối với Hoàng Hồ Dũng, 39 tuổi và Trần Ngọc Hiển, 31 tuổi, cùng trú tại phường 6 thành phố Đà Lạt. Trước đó, ngày 6 tháng 12, Dũng chở Hiển lưu thông trên đường Hùng Vương thuộc phường 11 thành phố Đà Lạt. Khi đến trước nhà hàng Cao Nguyên thì phát hiện một xe ô tô không khóa cửa, Dũng đã lấy trộm túi xách, bên trong có 33 triệu đồng. Sau đó chia nhau mỗi người 15 triệu đồng. Số tiền còn lại, các đối tượng mua heroin để sử dụng và cất giấu. Nhận được tin báo, Công an thành phố Đà Lạt đã tổ chức truy xét và bắt khẩn cấp Dũng và Hiển. Tại cơ quan công an, cả hai đối tượng đã thừa nhận hành vi trộm cắp của mình. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục đấu tranh khai thác. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành 3 quyết định thu hồi 3 giấy phép khai thác cát trên sông Đồng Nai, đoạn qua địa bàn huyện Cát Tiên của 2 doanh nghiệp và 1 cá nhân, cùng các quyết định liên quan mà tỉnh đã cấp cho các doanh nghiệp cá nhân về việc khai thác cát. Theo đó, giấy phép số 63 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã cấp cho doanh nghiệp tư nhân Xuân Hà, giấy phép số 64 đã cấp cho công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Hằng, giấy phép số 105 cấp cho ông Nguyễn Tiến Dương thực hiện khai thác cát trên sông Đồng Nai. Nguyên nhân thu hồi là do khi khai thác, hai doanh nghiệp và cá nhân nêu trên vẫn tiếp tục để xảy ra sạt lở, vi phạm phương tiện khai thác như cam kết và thông báo số 50 của Ủy ban Nhân dân hai tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai. Sở Tài nguyên Môi trường sẽ thu hồi các giấy phép và quyết định nêu trên, đồng thời thông báo hết hiệu lực đến hai doanh nghiệp, một cá nhân cùng các cơ quan đơn vị liên quan theo quy định. Ngày 30 tháng 11, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã đưa vụ giết người tại quán bar ở số 230A Trần Phú, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc ra xét xử. Theo cáo trạng, đêm ngày 21 tháng 2 năm 2018, Tăng Tòng Thiên Trường, sinh năm 1994, trú tại 168 Trần Phú, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc,
cùng một số người đến uống bia tại quán 312 Bia Longer. Khi đến quán thì Trường gọi thêm Nguyên Bảo Huy, sinh năm 1996, trú tại 52/12 Trần Văn Giáp, phường Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc đến chơi. Tại đây, Trường có đưa cho Huy một con dao. Trong lúc khiêu vũ, Trần Hoàng Linh ở phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc va chạm với một người trong nhóm của Trường, nên Trường đã nói Huy đâm Linh. Nghe lời Trường, Huy đã đâm Linh, còn Trường dùng tay chân đánh vào ngực và mặt của Linh. Hậu quả là Trần Hoàng Linh bị thương nặng và tử vong vào ngày 24 tháng 2 năm 2018. Tại phiên tòa, Trường và Huy tỏ ra ăn năn và chấp nhận bồi thường các tổn thất cho gia đình bị hại. Trên cơ sở đó, hội đồng xét xử tuyên phạt Trường 16 năm tù, Huy 14 năm tù và buộc hai bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền trên 300 triệu đồng. Thưa các đồng chí và các bạn, Công an thành phố Đà Lạt vừa triệt phá thành công băng nhóm cho vay với lãi suất cắt cổ. Với các thủ tục được vay quá đơn giản và nhanh gọn, nên người dân dễ bị mắc vào bẫy của chúng. Chỉ tính riêng từ tháng 12 năm 2017 đến nay, nhóm của Lê Hải Nam vào Lâm Đồng xin giấy phép thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại, dịch vụ kinh doanh trong lĩnh vực tư vấn tài chính, kinh doanh bất động sản và cho thuê xe tự lái. Nhưng thực chất đây chỉ là vỏ bọc để các đối tượng thực hiện hoạt động cho vay với lãi suất cắt cổ. Theo kết quả điều tra, tháng 12 năm 2017, Lê Hải Nam vào Đà Lạt thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ 779, đứng tên giám đốc, kinh doanh trong lĩnh vực tư vấn tài chính, bất động sản, cho thuê xe tự lái. Tuy nhiên, thực chất đây chỉ là vỏ bọc để các đối tượng hoạt động trá hình bằng cho vay nặng lãi. Lê Hải Nam, Lưu Văn Thiện và Phạm Hữu Tiền đã tự in hàng nghìn tờ rơi với nội dung cho vay nhanh, không cần thế chấp, đem dán khắp các trụ điện, nơi công cộng trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Điều kiện để được vay tiền của những đối tượng này là người vay chỉ cần có bản photo chứng minh thư và sổ hộ khẩu. Chúng tôi là tiến hành điều tra cơ bản, rà soát số đối tượng bằng ngoại tỉnh phía Bắc đến hình thức cho vay không thế chấp bằng hình thức dán tờ rơi trên địa bàn Đà Lạt. Qua soát xét, chúng tôi đã soát xét được 7 nhóm đối tượng với 28 đối tượng tiến hành cho vay không thế chấp. Qua đó thì chúng tôi nổi lên doanh nghiệp 779 ở Ngô Quyền đã tiến hành xin được giấy phép kinh doanh và thành lập núp bóng doanh nghiệp bằng hình thức tư vấn tài chính nhưng mà biến tướng bằng hình thức cho vay. Nhất thì chúng tôi đã lập kế hoạch và tiến hành kiểm tra doanh nghiệp này. Thì qua đó phát hiện được 500 tài liệu liên quan đến việc cho vay biến tướng dưới hình thức là giấy nhờ mua xe hộ do các đối tượng in sẵn và người đến vay là chỉ việc viết tên vào đó, còn các đối tượng là không viết một bút tích gì trên đấy. Một đối tượng khác cũng bị khởi tố về tội danh trên là Phạm Hữu Tiền, 23 tuổi, trú tại Nam Sơn, Kiến An, thành phố Hải Phòng. Nhưng được Nam và Thiện khai là vừa chết tại Hà Nội do sốc ma túy. Hiện đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố Đà Lạt đang xác minh thông tin trên. Tại đây, các đối tượng tiến hành cho vay tiền dưới hình thức trá hình bằng mẫu giấy mua xe hộ. Người vay phải trả lãi suất từ 60% đến hơn 400% trên một năm. Tại cơ quan công an, Nam và Thiện khai nhận được một người tên Mai chưa rõ nhân thân, lai lịch và Nguyễn Minh Tiến sinh năm 1978, trú tại Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, cung cấp tiền để thực hiện hoạt động cho vay nặng lãi tại Lâm Đồng. Nam và Thiện chỉ là người làm thuê. Khi ra đến em yêu cầu ra cần có số cơ sở gốc và chứng minh thư gốc. Rồi em xem xét khả năng đang đâu, em sẽ đi đến em xác minh nhà và một hồ sơ đấy em cho người ta vay khoảng 5-10 triệu. Và cái lãi suất là nếu mà tôi vay 5 triệu thì nó sẽ là 6 triệu trong 30 ngày. Kết quả điều tra cho thấy, chỉ trong vòng hơn nửa năm, nhóm đối tượng này đã cho vay hàng tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Hiện nay, Công an thành phố Đà Lạt đã điều tra xác minh và làm việc với trên 30 người bị hại trực tiếp vay tiền của nhóm đối tượng này. Số nạn nhân còn lại trên 100 người đang được xác minh làm rõ. Qua cái sự việc này thì chúng tôi cũng cảnh báo với người dân là không nên là dính vào cái dạng cho vay không thế chấp. Vì các đối tượng là lợi dụng vào cái sự mà
khó khăn về tài chính của người dân, trên dán tờ rơi và số điện thoại có sẵn trên các ngóc ngách đường phố, và người dân cần thiết thì gọi đến, và chúng cũng chỉ cần là giấy photo, chứng minh photo và giấy hộ khẩu photo thôi, và dẫn tới nhà cho chúng nó biết nhà ở, thế là lên được cho vay tiền. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an thành phố Đà Lạt tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Vậy ai là nạn nhân của vụ án, liên hệ trực tiếp với công an thành phố Đà Lạt để được giải quyết. Đến đây, chuyên mục An ninh Lâm Đồng xin tạm dừng. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã luôn dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.